Xin chào mọi người, mình là Nghĩa, chuyên viên kỹ thuật đến từ Mạnh Tiến Studio. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho quý anh chị và các bạn một mẫu mixer có cái modem, đó chính là mixer Mark 11. Thì cái con mixer này nó có gì hay và đặc biệt thì em sẽ làm luôn trong cái video clip ngày hôm nay. Quý anh chị hãy xem và theo dõi cái clip này để chúng ta biết thêm về thông tin cái con mixer này nhé. Thì hiện tại cái con Mark 11 này nó có cái thiết kế phải nói là nhìn rất là đẹp, khác hẳn so với những cái dòng mixer hiện có trên thị trường. Đây, kết cấu của nó trên cái thang điểm 10 thì em chấm nó tầm khoảng là 8 điểm nha mọi người, về cái phần thiết kế rất là hoàn hảo. Rồi, cái con mixer này nó có cái tiện ích như thế nào, cái chức năng nó ra làm sao? Đây là cái dòng mixer có nhiều line, phù hợp cho quý anh chị có thể là step up một cái dàn âm thanh hội nghị tiệc cưới, cái dàn âm thanh lớn nha mọi người. Ở đây nó sẽ được tích hợp là 4 line đầu vào, thì quý anh chị có thể là kết hợp mic này, guitar này, trống này, rất là nhiều cái thiết bị và nhạc cụ vào trong mixer. Ngoài ra thì chúng ta có thể là điều chỉnh được tiếng bass, tiếng trung và tiếng chép trên từng line riêng biệt để có thể là hiệu chỉnh theo cái sở thích của mình. Rồi, ngoài ra thì cái phần micro nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái hiệu ứng vang, đó chính là hiệu ứng DSB 99 hiệu ứng vang. Và ở dưới đây thì nó sẽ có một cái bảng hướng dẫn chỉ dẫn cho chúng ta hiệu ứng từ số mấy đến số mấy là reverb và echo delay. Thì quý anh chị có thể là tham khảo qua cái phần bảng này để lựa chọn phù hợp theo cái bài nhạc, bài beat mà mình hát. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ tích hợp thêm cho chúng ta những cái LV laser chỉnh thông số bass, trung và chép rất là chi tiết để chúng ta có thể là nâng thêm cái tiếng âm thanh nó lên một cái tầm mới, nó sẽ hay hơn, nó sẽ chi tiết hơn về nhạc và cũng như là về mic. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ tích hợp cho chúng ta là USB này, thẻ nhớ này, chúng ta có thể là kết nối Bluetooth này và kết nối trực tiếp qua máy tính để lấy driver cấp từ máy tính đi ngược qua mixer, rất là hay và tiện lợi. Cái này thì em sẽ làm một cái clip chuyên sâu hơn để hướng dẫn cho quý anh chị. Rồi, ngày hôm nay em sẽ nói thêm một điều rất là tiện lợi mà ít có dòng mixer nào mà nó có được, đó chính là cái nguồn auto volt nha mọi người. Auto volt là có thể quý anh chị có thể đem đi ra nước ngoài sử dụng, Nhật, Mỹ, Hàn gì không cần biết, miễn sao là cái nguồn điện là từ 110 cho tới là 220V thì quý anh chị có thể là sử dụng được rồi. Và cái điều hay nữa trên cái nguồn auto volt đó chính là khi mà điện yếu á, nguồn điện điện lưới chúng ta yếu ở những cái vùng nông thôn thì chúng ta sẽ sử dụng mixer này nó ổn định hơn, nó sẽ tự động nó post up lên để cho mixer chúng ta hoạt động ổn định. Và một điều rất là tiện lợi nữa là chúng ta chỉ cần một cái sợi dây này thôi, không cần bất cứ cái nguồn adapter nào. Ví dụ như những cái dòng mixer khác thì nó phải có cái adapter như thế này, thì khi mà chúng ta sử dụng á thì khi mà mắc adapter rất là phiền phức. Ví dụ như quý anh chị có thể sử dụng cái con Mark 11 này, mắc cái sợi dây thì ra ngoài tiệm mua cái sợi dây khác về xài thôi, nên rất là tiện lợi cho mọi người luôn. Rồi, cái phần tín hiệu out ra của nó thì cũng nói là rất là đơn giản cho mọi người luôn. Thiết kế cái phần out ra này nó tích hợp là cổng canon này, đi trực tiếp xuống main, đi trực tiếp xuống đẩy. Rồi cổng 6 ly này thì quý anh chị có thể là đi trực tiếp qua bên âm ly gia đình, rất là tiện lợi cho mọi người. Đó, đây là những gì mà cái con mixer Mark 11 nó mang đến cho quý anh chị với cái mức giá phải nói là phải chăng thôi mọi người, dưới 2 triệu thì chúng ta có thể là sở hữu một cái con mixer rất là nhiều công dụng và chức năng như thế này. Thì nếu như quý anh chị nào mà chúng ta muốn trải nghiệm thực tế cái tiếng âm thanh của con mixer này cho ra như thế nào thì hãy đến với địa chỉ công ty của chúng em, 28 đường số 9, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.